Còn hôm nay còn đến đây là có việc gì? Đương nhiên, việc cố Tâm kia sẽ có pháp luật xử lý, bỏ qua một bên. Còn lại là cậu Lâm. Còn muốn bố giúp cậu ta? Dương, con yêu cậu ta đến mức dẹp bỏ tự ái để đến tìm bố, đúng không? Đúng ạ. Cháu không còn mặt mũi nào. Cháu không còn mặt mũi nào. Nhưng cháu có thể xin bác giúp anh ấy được không ạ? Bố đã gặp cậu Lâm, sao con không hỏi bố là bố đã đề nghị cậu ta những gì? Cháu đoán là một điều kiện gì đấy để anh ấy có tiền nhưng không thể còn lòng tự trọng nữa. Cậu ta giao bán nhà, bố đã mua lại ngôi nhà đó với giá hơn gấp đôi. Và anh ấy sẽ phải rời xa cháu. Anh ấy là mối tình đầu của cháu. Nếu bác đã muốn làm bố cháu, sao bác cứ phải chia cắt cháu với anh ấy thì bác mới chịu được ạ? Phải thấy cháu tan vỡ thì bác mới vui ạ? Nhưng bố đã nói với con ngay từ đầu là bố không tin cậu ta. Cậu ta tiếp cận con chính là vì những lúc như thế này đấy. Bác không tin anh ấy thì vì cớ gì mà cháu phải tin bác? Con đã bao giờ muốn tin bố đâu. Còn lại, nếu con muốn bố giúp nó, bố không giúp ai mà không kèm điều kiện cả. Điều kiện của bố là nếu giúp, con sẽ phải rời xa nó. Trước bác nói là bác cho cháu một căn nhà ấy ạ. Con đã nói là con không nhận, giờ con lại muốn nhận à? Dạ vâng ạ. Con nhận để mang đi cho thằng kia. Tại sao bố lại phải làm thế? Phàm là người làm ăn, càng phải đặt đồng tiền của mình đúng chỗ. Bố có thể cho con 10 ngôi nhà, nhưng không phải để con ném qua cửa sổ. Nhất là dưới cửa sổ lại có một thằng khố rách áo ôm, bám váy phụ nữ để mong đổi đời. Giúp anh ấy con sẽ thử. Lâm nó dặn là bất luận là số lạ nào cũng không được nghe mà. Nhưng mà
nhỡ đâu thằng Lộc nó mượn được máy của ai mà gọi về thì sao? Bà cứ để cho tôi nghe. Lộc ơi! Bố mẹ ơi! Cứu con! Làm sao thế con? Cứu con! Bố mẹ ơi! Lâm ơi! Kìa xin các anh đừng đánh con tôi! Đừng đánh con tôi mà! Các anh đừng đánh nó nhá! Thằng con trai út bà nó lại khất nợ rồi. Nghe chừng nó định giở quẻ. Thế nên ông bà xem tính như thế nào? Vâng! Chúng tôi sẽ giả. Được rồi. Giả hết nợ. Vâng. Để chúng tôi sẽ lo liệu nhá. Vâng. Lo liệu. Thằng kia, xin nó một ngón tay cho tao. Đừng đi anh ơi. Các anh ơi đừng làm nữa.